Chào quý anh em nha, bữa giờ có mấy anh em hỏi mình về cái bộ gáp hộp xích của Super loại đẹp, anh em hỏi cũng nhiều. Thì hôm nay về được bộ đẹp cho anh em nè. Bộ này hai tem trên rất là mới luôn em, nước sơn rất là đẹp nha. Đó, thấy không? Nước sơn đẹp không cấn móp nha. Bộ này cái không cấn móp nha anh em, mặt lưng đẹp luôn nè. Thấy không? Lưng đẹp nè. Đó. Ok lắm nha anh em, mặt trên mặt dưới đều rất là mới luôn. Đấy, mặt trên này, mặt dưới này. Thấy không? Bộ này nói chung là VIP đấy anh em. Đời là đời 99 đấy chứ. Gáp càng te đời 99 nó có một cái nó rất là dày. Dày so với mấy đời cao rất là nhiều. Nên là mình nói thật. Rồi, đẹp chưa? Đó, gáp căng luôn anh em. Gáp căng mình cũng vừa rửa vệ sinh nó sạch sẽ cho anh em, qua cho anh em này. Đấy, thấy không? Không có lục mục gì hết nha anh em nha. Bao nha. Không mục lục gì hết, cầu đẹp nha anh em. Đó, cầu đẹp nha, cầu ngang đẹp. Không mục lộn nha anh em, nước sơn cực keng luôn, rất là mới. Đây anh em nhìn cái bát của nó này, thấy không? Úi xồi, cái bát nó mới như mới luôn nè, rất là đẹp. Nói chung là cái này theo xe anh em, mà nhìn nó này đẹp chưa? Đó, cái này là anh em biết là bảy màu luôn mà. Cái cây mới là nhìn nó gớm lắm nha anh em nha, cái mới nó xấu lắm. Đó, thì bộ gáp hộp xích này thì hàng đẹp keng luôn, bán cho anh em mức giá tốt 700.000 nha anh em nha, gáp hộp xích 700 thôi. Trong khi cái gấp mới bây giờ, cái gấp này mới đang là 800.000 một cái này anh em. Hộp xích mới cũng đang khoảng 700-800 gì một bộ này. Là nguyên bộ mới thì nó khoảng tầm triệu mấy, nhưng mà bộ mới không có cửa sói bộ này nha. Từ nước sơn cho tới cái phần cái độ dày dặn cũng như là độ cứng cáp của nó không có cửa nha anh em nha. Đấy, cái này đúng đời 99 nha anh em. Cam kết cho anh em đúng đời 99 luôn. Anh em cầm mua cái gấp là anh em biết. Tại cái đời mấy cái đời Super nó lại không có cái đát anh em. Chứ thực sự có cái đát là mình quay được cái đát cho anh em rồi. Đây. Đấy. Ngày xưa này nó sẽ có mấy cái chữ ở đây nè. Rất là đẹp nha anh em. Nói chung là con này mới lắm. Cả cái gắp này mới tinh nè. Gắp với là hộp xích này mới chứ lắm luôn á. Và anh em chúng ta mua về, anh em mua về lên xe VIP nha nè. Hôm nay là phải lên xe VIP nha. Lên mấy xe thường thường là nhìn nó cũng chưa ghê đâu. Anh em phải lên mấy xe VIP nhìn nó mới đúng chất nha anh em nha. Gắp hộp xích của Super này thì đã bán em mức giá chỉ có 700.000 thôi. Đây, hai tem zin của nó còn luôn nha. Thực ra thì cái gắp này là nó có một cái tem đát ở đây, nhưng mà nó bay mất rồi, nên là mình cũng không biết là cái này mình quay làm sao để cho anh em biết nó đúng đời nữa. Nhưng mà đúng là đời 98-99 nha anh em, tại vì mình lấy ở trong dàn đồ của Super 98-99 nha, mình quay trước đây nè. Nó đây nè, mình lấy mình quay trước cho anh em nè. Đây, cái này nè. Đó, chưa, đúng Super 98 luôn nha. Cho nên là mình lấy mình quay trước cho anh em á, mà đẹp lắm. Cho nên mình lấy ra mình tranh thủ đấy là mình quay cho anh em chúng ta chốt trước nè. Anh em nào cần thì liên hệ nha, 700.000 bộ này nha anh em nha, quá rẻ luôn. Xin chào tất cả quý anh em, nay có một cái cặp phuộc Super đời đầu nha anh em, rất đẹp, phuộc và chẳng ba luôn, như mới luôn em, như mới luôn nha. Thì cái chẳng ba này thực chất nó là chẳng ba của Dream Thái, cặp phuộc cũng như vậy nha, thực chất luôn. Đây này, đây cái chẳng ba của Dream Thái nó có cái móc này, này. Chỉ có Dream Thái với lại cái Super đời đầu này mới có thôi. Rồi đây là cặp phuộc này, ti siêu mới luôn nha anh em nha, nè. Đây, siêu mới luôn. Nhìn thấy không? Mới bóng luôn á. Rất là đẹp, ti là bao không xì dầu cho anh em nha. Đây, thì nước sơn rất là ok. Nước sơn đời đầu anh em, nước sơn đời đầu nó cũng gần giống như là tiệm cận giống với lại nước sơn của đời Dream Thái rồi. Về đời sau thì nó càng ngày nó càng khác nhiều hơn. Đời đầu là từ mã mộc cho tới cái nước sơn là rất là giống luôn. Đó. Đẹp không anh em? Quá đẹp ha. Rồi thì cặp phuộc này phải gọi là đỉnh đó anh em. Chê thì chắc không có gì để chê đâu, tại vì nó mới lắm. Rồi, anh em nhìn ốc ác nó còn chấm sơn là anh em biết. Này, ti phuộc đi, đây. Đây ti phuộc này, chưa? Đây, ti phuộc này, thấy không? Đấy, mới kinh luôn. Đây là ti phuộc đồ rất là mới nha anh em nha. Thấy không? Ti phuộc đồ mới dữ lắm, cho nên là anh em yên tâm luôn, cặp này lên xe là hết bài rồi. Độ mới của nó khủng khiếp rồi. Thì cặp phuộc này Super nha anh em. Nó là Super đời đầu á, đời 98-99 á, chứ không phải là đời cao nha anh em. Đời 2007-2008 lần khác nữa. Đời đấy thì nó không có ngon bằng. Đời này thì chất lượng nó là y hệt. Và nó nói chung là nó y chang như đời Dream Thái luôn. Cũng là ti hai nấc luôn nha. Chỉ có khác là cái nước sơn này nó sẽ bạc nhiều hơn là nước sơn của Dream Thái thôi. Nước sơn Dream Thái nó trắng hơn chút. Đấy, còn về mức giá thì cũng dễ chịu cho anh em, tại vì cái phục này với lại chẳng ba nó đẹp quá, cho nên là xin báo giá nó hơi cao hơn Super bình thường một chút xíu, tại vì nó cũng là Super đời đầu đó anh em.
thì báo giá cho anh em là 1.150.000 nha, cả phục và chạng 3 luôn. Anh em là chúng ta thích chơi thì anh em quan tâm liên hệ, vì cái chạng 3 này nó mới gỡ lần đầu, phục cũng mọi anh em mà nó đẹp quá đẹp rồi, nên là anh em chúng ta cần thì chốt thôi nha. Cái này về rim vô rim Thái là y bài luôn em, cũng y chang như Super đời đầu không khác gì đó, anh em vô rim Thái cũng y bài luôn, thì anh em nào thích thì mình nhất nha. Giá cũng tốt, 1.150.000, mà cái chạng 3 này đẹp phải bán được 6-700 nha anh em. Tính ra cái phục với chạng 3 này có 1.150.000 quá rẻ anh em ơi. Có mắc. Còn riêng ti con này êm và bao chuẩn giống rim Thái 100% cho ti nè. Còn cái ống hụt cũng giống, nó chỉ khác cái màu sơn này. Cái màu sơn này anh em thấy nó bạc nhiều hơn chút không? Bạc nhiều hơn chút rồi. Còn lại nó y chang nha, không khác gì đó. Đi hệt luôn, 100% y chang nha. Rồi anh em nào chúng ta cần thì liên hệ với mình, 1.150.000 nha anh em. Xin chào tất cả quý anh em nha. Mình có cái bộ ốc Dream nha anh em. Thì bộ ốc này, bộ ốc theo xe nha anh em, nó cũng thiếu cốt với lại mấy bát linh tinh anh em. Thì trong này nó có bát bô nè, bát thuyền yên nè, lò xo nè, bát gì đây, cái này là cái bát treo bình xăng con nè, ống dây bình xăng con, lò xo, bát hoa yên. Hoa yên đẹp nha, hoa yên đẹp nha anh em. Sơn cỏ luôn, biển đẹp lắm. Rồi chữ C nè, chữ C có nè. Chung là ống cục canh có nè, ống chỉ có nè, ốc treo đuôi số 10 có nè. Đó. Nói chung thì bán cho anh em giá rẻ cho anh em về anh em chúng ta xài cho anh em nha, không có ăn mắc nha. Cái bộ này bán cho anh em mức giá là 400.000 thôi. À. Ba hết nhiều đây 400 nha anh em nào lấy thì liên hệ với mình nha. Bao đúng ốc zin cho anh em, về là bỏ vô xe xài thôi, không có làm gì hết nha. Đó. Thì anh em nào chúng ta cần thì liên hệ thôi. Chung là ốc này cũng còn được anh em. Không xấu, không đẹp. Ốc cả te số 10 nha anh em. Số 10. Đó. Chung là ốc số 10 còn nhiều chứ không phải là không có, nhưng mà mình bán thanh lý nhanh, tranh thủ thôi tại vì nó hơi bị thiếu xíu á. Anh em nào chúng ta cần thì liên hệ nha.